dụng việc từ chối chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam để hạ uy tín quốc gia. Thời gian gần đây, liên tục có rất nhiều quốc gia từ chối cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam bởi không có thông tin về nơi sinh. Trong đó, lý do mà các quốc gia này đưa ra khi từ chối cấp visa cho công dân Việt Nam khi sử dụng mẫu hộ chiếu mới có biệt danh tiếng Hàn là vì mẫu mới này không có thông tin về nơi sinh. Các quốc gia này thông báo, hộ chiếu mới của Việt Nam không có thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu, thông tin quan trọng để xác định danh tính của cá nhân. Và câu chuyện hộ chiếu Việt Nam kém quyền lực hơn cả Lào, Campuchia đang được nhiều báo thông tin và nhiều người bàn ra tán vào. Nhưng cần biết rằng, xảy ra chuyện này không phải vì uy tín nhà nước chúng ta đi xuống hay những vấn đề liên quan khác, mà đơn giản việc Việt Nam tiên phong trong việc đổi mới hộ chiếu, trong khi nhiều nước, trong đó có cả các nước phương Tây, chưa thích ứng được nên mới xảy ra câu chuyện từ chối chấp nhận hộ chiếu Việt Nam nhưng đã xảy ra. Hay nói cách khác, điều đó hoàn toàn không liên quan tới sử dụng một số từ ngữ quy kết nhà nước mà một số kẻ đang nói đến. Một vấn đề khác cũng được định hình trong chuyện này, đó là có thể vị thế hộ chiếu chúng ta xuống thấp, nhưng đó là cách đánh giá của người khác, nước khác đối với một sản phẩm của chúng ta. Mặt khác, một số quốc gia từ chối hộ chiếu Việt Nam vì không có nơi sinh theo chính sách cấp thị thực của quốc gia đó, mà không phải tất cả các quốc gia trên thế giới đều từ chối hộ chiếu mới của Việt Nam. Mọi chuyện vẫn là khách quan đem lại và nó không liên quan gì tới việc nhà nước nói chung đối xử ứng xử với người dân. Do đó, việc một số kẻ nhân câu chuyện để nói rằng giờ này bất cứ ai nói tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, đi tới đâu cũng bị xăm soi, thì chắc chắn không còn bị cắt xén đấu tố nữa. Suy cho cùng, hộ chiếu là một sản phẩm của nhà nước chứ nó đâu có phản ánh bản chất của nhà nước chế độ đó.